đi xuống một xíu thì đang có cây là Berlina Vacarulia. Wow, quyết vào xem cây này coi màu đẹp quá. Mình cũng có một cái cây màu như thế này. À, mới nở á. Uhm, đây để xem hoa nè, cây nè. Ồ, cây nhìn, nhìn tốt nha. Mấy lá? 2, 4, 6, 8 lá. Ui, to. Mà có cái giá nè một trăm hai mươi lăm đồng vô cái này vô được không thôi không vô được đâu cái này là đột biến nè để xem mô tả thế nào cây đang có bloom cây đang có hoa và một cây lớn trong chậu à strong là rất là mạnh lớn nha cái này cái mạnh lớn nha trong chậu hai năm cái này là mới chụp ngày hôm. cái này là mới đăng ngày hôm qua nè còn hợp tại hôm nay là ngày 18, thì hôm qua là ngày 17. Thế nào trong vòng một thời gian, ngày hay ngày sau là có người lượm cây này liền luôn ấy?